nhằm góp phần tăng cường phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các nước EU, cũng như cập nhật thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Thị trường EU, cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Tại hội thảo, các diễn giả đến từ Bộ Công Thương đã chuyển tới các đại diện doanh nghiệp nội dung liên quan tới quan hệ thương mại Việt Nam-EU, một số lưu ý về chính sách trong quan hệ thương mại hai bên, về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, những cơ hội và thách thức và một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam, v.v. Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại Việt Nam-EU đạt 41,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Hiện EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Việt Nam và EU đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và hai bên đang trong quá trình rà soát pháp lý. Theo kế hoạch, trong năm 2018, hiệp định này sẽ đi vào thực thi.